Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, nhiều năm qua tại vùng đồng bằng sông Cửu Long, sau mỗi vụ thu hoạch lúa, rơm rạ thường bị bà con nông dân vứt đi hoặc là đốt bỏ, không những gây lãng phí mà còn ảnh hưởng xấu đến môi trường và hệ sinh thái. Tại tỉnh Hậu Giang, nhiều hộ dân đã tận dụng nguồn rơm sau thu hoạch để sản xuất nông nghiệp theo mô hình kinh tế tuần hoàn. Mô hình này giúp cho người dân phát triển kinh tế hiệu quả và đang được ngành nông nghiệp tỉnh khuyến khích phát triển nhân rộng. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự do Báo Nông nghiệp Việt Nam thực hiện. Sau mỗi vụ thu hoạch lúa, đốt đồng là một trong những từ ngữ được nông dân truyền tay nhau. Thậm chí, nhiều câu hỏi tu từ đặt ra về mối nguy hiểm của việc đốt đồng xuất hiện trên báo chí. Bởi tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, tai nạn giao thông do khói đốt đồng gây ra. Xét về khía cạnh nông nghiệp, do nhiều nguyên nhân khác nhau, sau mỗi vụ thu hoạch lúa, bà con nông dân thường để lại số lượng rơm rạ rất lớn trên bề mặt ruộng và thậm chí là đốt bỏ. Cách làm này vô tình làm cho đất ngày càng thoái hóa, làm mất cân bằng hệ sinh thái đồng ruộng. Giờ là làm sao chúng ta khôi phục lại cái trạng thái ban đầu của cây lúa. Đây là cái cây lúa này là được phục hồi lại cái trạng thái ban đầu của nó nhờ chúng ta sử dụng cái chế phẩm vi sinh để chúng ta phân hóa lại cái rơm rạ. Rơm rạ nó cũng có rất nhiều chất trung lượng với là các vi lượng trong đó cộng với là vi sinh, tức là nó cho lại cái trạng thái bình thường của ngày xưa của đất. Trước đây sau khi thu hoạch lúa xong, thay vì đốt bỏ đi, thì hiện nay nhờ thiết bị cơ giới hóa nên rơm được cuộn lại, sau đó được người dân bán đi, kiếm thêm thu nhập hoặc sử dụng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp. Chúng ta tái sử dụng lại để chúng ta tạo ra một cái sản phẩm mới có cái giá trị tốt hơn, thậm chí chúng ta có thể là bán hoặc là chúng ta có nghĩa là trước tiên là chúng ta sản xuất cho mình để chúng ta trồng cây trồng vân vân, nhưng mà bên cạnh đó nếu một cái lượng lớn thì chúng ta hoàn toàn có thể là với cái dạng thương mại để chúng ta có thêm cái thu nhập cũng như là cái kinh tế, thì đó tôi nghĩ là đây là một cái cách rất là tốt về bảo vệ môi trường rồi tài nguyên đất đai cũng như là cái cây trồng của chúng ta. Như chúng ta đã biết hiện nay mặc dù là chúng ta là cái nước sản xuất lúa gạo hàng đầu thế giới, nhưng ở đâu đó thì chúng ta vẫn nhìn là chi phí sản xuất vẫn còn cao, và các cái lĩnh vực ứng dụng cơ giới hóa trong cái sản xuất lúa gạo vẫn còn nhiều mặt hạn chế. Chính vì vậy là chúng tôi sẽ đồng hành cùng với các đơn vị của bộ rồi các cái doanh nghiệp làm sao để thúc đẩy mạnh hơn nữa các cái giải pháp và ứng dụng cơ giới hóa đồng bộ. Chúng ta cũng khá nhiều những cái thành quả, thành tựu, những mô hình sản xuất rất là tốt. Có nhiều địa phương thì cũng có cơ chế chính sách để thúc đẩy nó. Thì nhưng mà vấn đề là đối với muốn cơ giới hóa được thì chúng ta phải bắt đầu từ người nông dân. Cái sự tham gia của người nông dân trong cái việc mà ứng dụng cơ giới hóa. Hiện nay thì trong cái sản xuất trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản thì chúng ta đều có cơ giới cả. Tuy nhiên là ở những cái khâu sản xuất khác nhau thì cái tỷ lệ về cơ giới nó khác nhau. Và vì thế là nó không đồng bộ, và một cái yếu tố nào không đồng bộ trong đây thì đều ảnh hưởng đến chất lượng nông sản cả. Phạm Văn Hùng, xã Long Phú, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang cho biết, trước đây rơm trên đồng ruộng sau khi thu hoạch, ông thường kéo lên bờ ruộng hoặc đốt bỏ. Thì hiện nay, ông đã tận dụng nguồn rơm có sẵn để trồng nấm rơm bán, đem lại thu nhập hàng chục triệu đồng mỗi tháng. Hồi trước thì mình là cắt xong, rồi mình nói mướn khoác, rồi đốt, rồi mình nhà gần ruộng nó bay vô nhà cho nó dơ nóc nhà, rồi khi mưa xuống phải lôi ba đá mình mới dùng nước xài mưa được. Còn giờ mình lấy gom xong vô rồi mình làm nấm thì cái làm máy nó bơi rồi, thành ra nó không có là bị đốt đồng mà ô nhiễm khối nó bay, rồi thêm cái bụi bặm vô nhà mà dùng nước thì mình lợi những cái đó, mình vệ sinh môi trường nó sạch sẽ chỗ đó nữa, thành ra nó lợi đủ cách. Bên nhà mình cũng gần ruộng á thì mình thiết kế mình làm vậy mình lợi đủ thứ. Ngoài ra, sau khi thu hoạch hết nấm rơm, lượng rơm phế phẩm sẽ được ông Hùng sử dụng để ủ làm phân bón hữu cơ, bón cho cây trồng. Với cách làm tuần hoàn này đã giúp ông giảm được chi phí mua phân bón hóa học, mà khi sử dụng phân hữu cơ từ rơm sẽ giúp đất tăng thêm độ màu mỡ.
thì nó phải đạt nhiều chứ, bởi vì mình thay vì mình đất không mình gãy phân thì nắng vài bữa nó hết rồi. Còn này là mình đưa vô một gốc cây mà đưa nhiều lần, thí dụ một gò mình đưa vô dùng 3-4 xe gùa vô gốc, rồi có là 4-5 tháng sau là nó biến gần thành đất, rồi mình đưa 4-5 xe vô mỗi gốc nữa, thì cách là một năm hãy đưa dùng 3 lần thì là khỏi cần phải xài phân gì hết, nó tốt xanh đen như gì bình thường. Hiện nay tại tỉnh Hậu Giang, mô hình kinh tế tuần hoàn đang phát triển mạnh tại các huyện Long Mỹ, thị xã Long Mỹ và Phụng Hiệp. Ngoài việc tận dụng rơm sau thu hoạch để trồng nấm rơm và làm phân hữu cơ, thì rơm rạ còn được tận dụng để nuôi bò và nuôi trùng quế bán thương phẩm, phục vụ nuôi thủy sản. Nuôi trùng thì chị lấy trùng để mà chị cho những con cá này, gà, vịt trong chỗ trại chị ăn. Ha. Rồi rơm thì chị sẽ làm nấm thì những cái mô rơm thải đó ra là chị sẽ sử dụng để mà chị làm cái giá thể đẻ cho trùng, rồi trồng cây, bón phân cho cây. Hiện nay thì ngành nông nghiệp cũng đang khuyến cáo bà con mình phát triển các cái mô hình mà theo hướng nông nghiệp kinh tế tuần hoàn đó, thì đây cũng là một trong những cái chuỗi mắt xích của cái mô hình kinh tế tuần hoàn. Ví dụ mình trồng nấm rơm xong thì mình ra cái thu hoạch được nấm rơm, thì có cái rơm phụ phẩm mình tiếp tục mình ủ lại thành cái phân, mình bón ngược lại cho cây ăn trái, rau màu, hoặc là trồng cỏ, hoặc là một số điểm người ta lấy bón cho cỏ, mình thu hoạch cỏ, nuôi con bò đó, rồi là ta nuôi trùng quế, nó gắn kết thành những mô hình kinh tế tuần hoàn, thì cũng có một số điểm người ta đã làm như vậy. Những năm qua, tỉnh Hậu Giang đang đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng tuần hoàn. Năm 2022, từ nguồn kinh phí khuyến nông đặc thù, tỉnh Hậu Giang đã hỗ trợ 50% kinh phí mua con giống, vật tư, thiết bị để xây dựng mô hình nông nghiệp tuần hoàn cho 16 hộ dân. Năm 2023, tỉnh tiếp tục dành 3 tỷ đồng kinh phí từ đề án phát triển nông nghiệp bền vững và kinh phí khuyến nông của tỉnh để hỗ trợ thêm 10 hộ dân phát triển mô hình. Thưa quý vị, mô hình kinh tế tuần hoàn đang là xu thế phù hợp cho nền nông nghiệp hiện đại. Mô hình được xem là bền vững, thân thiện với môi trường, giúp tăng hiệu quả sản xuất, giảm phát thải khí nhà kính. Mô hình còn góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, giúp cho người dân phát triển kinh tế hiệu quả và bền vững. Đến đây, phóng sự do Báo Nông nghiệp Việt Nam thực hiện xin được phép khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.